theo sẽ có cơ chế bản lề ẩn. Samsung trình diễn mẫu smartphone màn hình gập kiểu vỏ sò theo chiều dọc. Tại hội nghị các nhà phát triển hồi tháng 10 giống Motorola RAZR 2019, nhưng hãng này cũng đang phát triển một mẫu màn hình gập khác. Thiết bị được Samsung giới thiệu hồi tháng 10 được cho là Galaxy Fold 2. Thế nhưng theo bằng sáng chế mới đây của Samsung, hãng này đang phát triển mẫu smartphone màn hình gập ẩn bản lề. Samsung có thể ra mắt hai mẫu smartphone màn hình gập vào năm sau, một trong số đó là bản nâng cấp Galaxy Fold mẫu còn lại có cơ chế gập theo chiều dọc. Thiết kế này sẽ tạo ra sự khác biệt so với chiếc phâu đầu tiên. Chiếc Galaxy Fold đời đầu có một thanh bản lề nổi thẳng đứng, chia smartphone thành hai nửa. Tuy nhiên, mẫu màn hình gập theo bằng sáng chế mới đây cho thấy, bản lề đã được giấu vào trong vỏ của smartphone. Samsung đã đăng ký bằng sáng chế này có tên gọi hai Away Hinge với văn phòng sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu. Điều đáng chú là mẫu thiết kế trong bằng sáng chế này có thể được sử dụng cho cả smartphone và tablet. Theo tin đồn. Samsung cũng đang phát triển một máy tính bảng màn hình gập thời gian gần đây. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin để khẳng định thiết bị nào sẽ mang thiết kế bản lề mới, vì Galaxy Fold 2 dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 8 năm 2020, trong khi một mẫu smartphone màn hình gập khác được cho là sẽ được Samsung giới thiệu cùng Galaxy S11 vào tháng 2 năm 2020. Samsung cũng được cho là sẽ mở rộng thị trường bán smartphone màn hình gập ra 60 quốc gia và có thể sẽ hạ giá bán với các mẫu Galaxy Fold mới.